Xin kính chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại cái chương trình của làng Ngài Minh Tuệ cũng có một trong những thông tin cực kỳ rất vui để mà báo cho quý vị. Chắc quý vị còn không lạ những cái vị mà đã từng đứng lên không gian mạng để mà chửi bới xúc phạm sư Minh Tuệ đúng không ạ? Thì những ngày gần đây đó quý vị, lần lượt những người mà đã từng chửi bới xúc phạm sư Minh Tuệ cũng đã nhận những cái kết mà tôi nghĩ rằng bà con cộng đồng mạng biết chắc cũng là cực kỳ, cũng là thỏa mãn. Có người đó như là cái thằng mà đại ca, thằng mà trọc trọc nó lên, nó cũng mượn cái y phấn tảo của là sư thầy Thích Minh Tuệ đó, ở đó ngồi nó ăn trứng vịt lộn, rồi nó cũng là mượn cái y phấn tảo của là sư Minh Tuệ, nó cũng là ra nó quay những cái clip để nhằm mục đích là chế giễu và xúc phạm. Thì thằng đó cũng đã nhận những cái kết rồi quý vị. Nó nhận những cái kết là coi như là bị là một số người bắt đầu là người ta dùng đá, dùng gạch, bắt đầu người ta đôi vô trong cái gọi là cái lăng trại của nó đang nằm ở mà giữa bì ao đó. Đó, rồi trúng cái đầu cũng là xịt phẩm đỏ rồi, cũng vô bệnh viện, cũng nằm, cũng la làng la xóm rồi. Đó. Và cái cô gọi là cô Út ở Dơ cũng bị những cái kết quả là cực kỳ cũng thảm thương. Đi bán vé số bây giờ không ai mua nữa. Người ta gọi là cái như là giúp cô này để cô này có những khoản tiền để cô này nuôi mẹ của cô, ở đó là thời gian trước. Nhưng từ sau khi cô này xuất hiện trên không gian mạng, cô chửi bới ông sư Minh Tuệ, thì bây giờ những người mà họ từng giúp cô ta, người ta cũng đã rút lại, người ta không giúp nữa. Và cô đói quá, cô phải đi la bán vé số, thì xin thưa quý vị, bây giờ vé số là không ai mua. Cô lên tiếng, cô khóc quá trời quá đất luôn, và bị một số người cũng đã có những cái gọi là gì tấn công cô này. Rồi cái nhân vật hôm nay cũng là một trong những cái nhân vật nữ. Cái nhân vật này cũng đã từng lên tiếng xúc phạm chửi bới sư Minh Tuệ. Thì cái nhân vật này hiện bây giờ đang trốn khỏi nơi cư trú. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua chắc quý vị còn không lạ đúng không ạ? Cái nhân vật nữ này, nhân vật nữ này là quý vị chứ còn không lạ. Cô này là cũng là một trong những người lên tiếng mà chửi bới xúc phạm ông sư Minh Tuệ một cách vô cớ. Những người vì cái sự mà yêu quý ông sư Minh Tuệ, người ta cũng tìm đến tận nơi để người ta hỏi rõ cái nguyên như thế nào mà cô lại là lên tiếng cô xúc phạm ngài như vậy. Thì khi đến tận nơi thì được một số người hàng xóm báo rằng là cô này đã đóng cửa và cô đã đi rời khỏi địa phương là nay đã là hơn một tháng rồi. Thì không biết là cô đi đâu, nhưng mà thật sự có gì, người ta cũng đã tìm đến tận nhà để mà hỏi căn nguyên vì như thế nào mà chửi bới xúc phạm sư Minh Tuệ một cách mà thậm tệ như thế. Thì khi đến tận nơi thì cô này không còn ở địa phương, cô này đang mang chắc là trốn chạy. Cô để lại là một đứa con với là một người chồng. Hiện bây giờ là ở địa phương thì của cô thì cô để lại đứa con, người chồng cũng là bó tay luôn, người chồng cũng không biết là vợ của mình đi đâu. Và biết cái thời gian đi nhưng mà bây giờ cái đi tới chỗ nào thì người chồng cũng bó tay. Và vì sao đó quý vị mà người ta phải tìm đến tận nơi như vậy? Thì bây giờ quý vị nghe những cái lời của cô này, chắc quý vị sẽ tôi nghĩ rằng quý vị cũng bức xúc thôi. Thằng Minh Tệ, một thằng lang thang mà được chúng nó dựng lên với một khuôn mặt răng ác, với bộ răng bẩn thỉu, với cái mồm nó không bao giờ đánh răng, nó bẩn thỉu như thế mà tôn nó lên làm Phật sống của Việt Nam thì đấy là nỗi nhục. Một vị Phật Như Lai xuất hiện là một người trí tuệ siêu việt, chứ không phải một thằng bả gà ăn nói lắp ba lắp bắp bẩn thỉu như cái thằng Minh Tệ. Mọi người có hiểu không? Vị Phật toàn giác chứ không phải là một cái thằng bẩn thỉu lang thang bẩn thỉu. Nó không hiểu một cái gì, nó là tu đầu gà, tu đầu bà nó, chứ không phải là tu đầu đà gì hết. Không có cái đầu đà nào như thế cả. Mọi người ơi, vô cùng tỉnh giác, đến bây giờ bắt đầu là nó huy động tất cả bọn YouTuber, TikToker, nó huy động tất cả các thành phần coi như là quay truyền thông để coi như là phá rối trật tự. Mọi người có thấy là một thằng lang thang như thế mà bây giờ hàng loạt dân tình bỏ hết công ăn việc làm đi theo nó, bây giờ rất là loạn ở trong mạng miền trong. Công an, bộ đội rồi dân phòng phải ra huy động để làm gì? Để chống chúng nó làm bạo loạn, để chống chúng nó làm bệnh. Làm gì có cái loại nào mà một vị tu sĩ nào mà lại vị Phật nào mà lại có thể gây rối ở một cái đất nước bình yên như thế này. Nhưng đây là bắt đầu nó đã làm một cuộc cách mạng màu. Chúng nó làm một cuộc cách mạng màu. Chúng nó tẩy rửa đầu của bọn ngu dốt, của bọn u mê.
Thưa quý vị, theo tôi được biết rằng cô này là một trong những cái thành phần nó cũng là liên quan đến là chỗ thằng Thanh Long TV. Cô này với là Thanh Long TV là cũng có những cái mối quan hệ nó cũng là cực kỳ là thân thiết. Và thông qua chỗ là Thanh Long TV thì cũng có một số anh em xã hội cũng đã tìm đến nhà cô này. Nhưng mà tới nơi cũng giống như tôi nói lúc nãy, khi mà tới nơi đó thì cô này không có ở nhà, cô là coi như là vắng mặt tại địa phương là đây thời gian cũng đã hơn hơn 1 tháng. Cái nhà của cô hiện bây giờ là để lại cho chồng và con của cô, một đứa con của cô nay là nó học là lớp 8. Tất cả những cái quý vị thấy trong suốt cái quá trình vừa qua thì Thằng Minh sư Minh Tuệ đâu có động chạm, đâu có xúc phạm đến bất kỳ ai, đúng quý vị. Nhưng mà có nhiều người gọi là vô cơn vô cớ như vậy vào để mà chửi bới xúc phạm sư Minh Tuệ, rồi chỉ cho ông sư Minh Tuệ là cái như là vì ông sư Minh Tuệ thế này, vì ông sư Minh Tuệ thế kia. Đâu có ai mà thật sự quý vị, ông sư Minh Tuệ ông có lôi kéo ai hay không, ông có dụ dỗ ai hay không, ông có yêu cầu mọi người phải là theo cái ý định của ông hay không. Tất cả là người ta đi là vì cái sự hiếu kỳ, nhưng bên cạnh đó quý vị, nhưng bên cạnh cái sự hiếu kỳ vì một số bà con yêu kính ông sư Minh Tuệ thật lòng, còn có những thành phần mà nó là của là cái thế lực bên kia để mà vô, để mà công kích, để mà phá hoại cái con đường tu tập của ông sư Minh Tuệ, để gây nên mất an ninh trật tự, để cho cái như là cản trở con đường tu tập của sư Minh Tuệ. Đây là một trong những cái, xin thưa quý vị, chúng ta thấy quá rõ là từ cái lúc mà cái như là sư Minh Tuệ còn ở những tỉnh miền Trung kia, và lúc mà sư Minh Tuệ về cái như là ở Gia Lai cũng vậy, và những ngày mà sư Minh Tuệ ở Nha Trang cũng vậy, ở đại đa số rằng cái bà con mà họ yêu kính ông sư Minh Tuệ, xin thưa quý vị, họ không bao giờ có những hành động mà cái như là cầm tiền để mà nhét vào trong cái bình bát, hoặc là nhồi nhét thức ăn, hoặc là lao vô để mà cái như là rờ đụng ôm ấp. Đó là những cái thành phần, xin thưa quý vị, như theo tôi nghĩ là những cái thành phần muốn phá hoại cái hạnh tu ông sư Minh Tuệ. Mà thành phần nào là phá hoại, thành phần nào nó làm cái vấn đề đó, chỉ có những thành phần mà đang chống đối lại ông sư Minh Tuệ. Nó thấy ông sư Minh Tuệ lên là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, cho nên là nó cũng phải là có những cái người của nó tràn vô đó để mà phá hoại. Bên cạnh nó lên nó chửi một phần, chửi để cho kể như là người ta nhục chí, để mà gán ghép cho ông sư Minh Tuệ một cái tội nào đó, để cho bà con cảm thấy rằng mất niềm tin với ông sư Minh Tuệ. Bên cạnh những người mà trực tiếp, những người mà bên cạnh ông sư Minh Tuệ cũng là có những cái hành động gọi là tay chân, chân tay tất cả mọi kiểu, cũng đỡ chi quý vị, để cho những người mà yêu quý ông sư Minh Tuệ thì người ta cảm thấy rằng cái như là ông sư Minh Tuệ như thế này là sai, như thế kia là sai, nó cũng làm cho chúng ta hiểu lầm về ông sư Minh Tuệ. Đấy. Nhưng xin thưa quý vị, những cái hành động như vậy tất cả đều vô nghĩa. Nó càng làm bao nhiêu những cái vấn đề đó hãm hại ông sư Minh Tuệ thì làm cho cộng đồng chúng ta, làm cho những người mà thật sự mà yêu quý ông, thật sự mà kính trọng ông thì người ta tin tưởng ông nhiều hơn. Ông không bao giờ mà nó vấp ngã vào những cái sự mà cái bẫy cám dỗ của một số con người mà họ vô tri, đúng không ạ? Sư Minh Tuệ là không có bị cám dỗ, sư Minh Tuệ không có bị nhục chí, mà sư Minh Tuệ đến thời điểm bây giờ quý vị thấy rồi, từ lúc mà ở Huế ông về Gia Lai ông làm căn cước công dân đó, rồi cũng là người ta cũng tụ tập đông người, bắt đầu là ông cũng ẩn tu thời gian đó, rồi cái như là ông lại xuất hiện rồi ông lại là đi xuống như Nha Trang. Nha Trang thì bà con cũng tụ tập đông người, thì đến thời điểm bây giờ ông cũng đi khất thực lại. Cái hạnh của ông là hạnh đi khất thực, cái khất thực là một trong những cái sinh mạng và sự sống của ông. Ông cần cái điều đó và ông nguyện cái điều đó. Thì xin thưa quý vị, bây giờ mà có phá hoại hay là công kích hay là nói xấu hay là gây một cái sự mà để cho bà con hiểu lầm, hiểu đồ, tất cả tôi nghĩ là nó vô nghĩa, nó không có một cái giá trị với một cái vị chân tu, đúng không? Ông sư Minh Tuệ là bây giờ ông chỉ biết là ông hướng về Đức Phật, ông hướng về con đường tu tập. Còn tất cả những cái gì người ta nói chê khen, hoặc là thậm chí người ta có những cái mà để mà nhằm hạ uy tín, hạ bệ ông, thì tất cả với ông là nó không còn ý nghĩa. Đấy. Ông đã buông bỏ tất cả rồi quý vị, ông không còn tham sân si, ông đã buông bỏ tất cả. Cho nên những cái thành phần mà vô nó công kích, nó phá hoại ông sư Minh Tuệ, đến bây giờ xin thưa quý vị, nó thất vọng một cách rất nghiêm trọng, đang thất vọng tràn trề luôn. Đấy. Và những người mà xúc phạm ông sư Minh Tuệ thì quý vị thấy họ có những cái kết mà nào là tốt đẹp hay không? Do một trong những cái vị như ông sư Minh Tuệ, ông không có tham lam, không có gọi là cái như là
là toan tính. Mục đích của ông là tu tập học Phật. Còn ai mà lợi dụng cho ông thì tự người ta biết. À, thanh giả tự thanh. Ông không cần lên giải thích, không cần có bất kỳ một cái gì. Nhưng tất cả mọi người nào mà theo dõi ông, ai cũng hiểu rằng ông là một trong những người mà kể như là tập trung vào cái con đường tu tập. Còn tất cả mọi cái ông đã buông bỏ hết. Thậm chí đánh ông còn kể như là chúc cho người ta hạnh phúc. Thì bây giờ chửi mắng ông, chửi mắng nữa hay là chửi mắng như vậy, tôi nghĩ nó cũng không có một cái ý nghĩa. Khi mà chửi ông Sư Minh Tuệ, ông Sư Minh Tuệ ông không nghe, có nghĩa là chính bản thân họ chửi họ trước. Cho nên họ tìm mọi cách quý vị, họ tìm mọi cách để mà ngăn cản bước chân của Ngài. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả đều vô nghĩa. Tất cả đều nó không còn là cái giá trị. Khi mà một cái người mà chân tu, họ đã quyết tâm để mà tu tập, họ không còn quan trọng đến là những cái mà cái thế sự của trần. Ai làm gì làm, vấn đề ông đâu có quan tâm đâu. Miễn sao cái bây giờ đó, ai mà cái như là kính trọng ổng thì cũng được, mà không kính trọng ổng cũng xong. Bản thân ổng thì bây giờ ổng cũng phải tự lo, ổng tự tu tập. Cho nên những thành phần mà xin thưa quý vị, nó công kích không được, nó phá hoại không được, nó cây cú lắm. Vì là cái như là những thành phần mà phá hoại ông Sư Minh Tuệ đó, là nó mất một quyền lợi rất lớn. Tức lắm, cây cú lắm mà không làm được gì. Bây giờ làm được cái gì? Cho nên thật sự quý vị, ở mấy ngày vừa qua là quý vị thấy đi, những con người nào mà gọi là cái như là vô mà phỉ báng xúc phạm, thậm chí là những cái vị gọi là thợ tu cũng nhận những cái kết thật sự cực kỳ thê thảm luôn. Mới thợ tu là quý vị thấy rồi, bao nhiêu ông thợ tu bị khóa mổm. Rồi vừa qua là có cái chỗ mà cái là cái tờ báo mà tờ báo Phật giáo và doanh nhân đó, cũng có một cái thành phần gọi là cũng lên để mà công kích xúc phạm Sư Minh Tuệ. Rồi bắt đầu là cái tổng biên tập lên để mà xin lỗi cũng băng qua băng quê. Nhưng mà cộng đồng mạng là người ta nó thật sự người ta cũng đang ghim cái vấn đề này. Anh xin lỗi một phần, nhưng mà cái người viết bài á, xúc phạm chửi bới ông Sư Minh Tuệ cũng phải lên tiếng xin lỗi. Chứ không thể mà bây giờ anh lên xin lỗi nó rồi xong. Và cái cô gái mà tôi đang nói trong câu chuyện này, hiện bây giờ xin thưa quý vị, cô này cũng đã trốn khỏi địa phương. Không biết cô trốn vì lý do gì. Không biết cô trốn vì lý do gì. Cô trốn vì sợ những người mà họ tới họ hỏi thăm cô, hay là cô đang có những cái mà cái chuyện riêng của cô trốn. Cho nên là cái thông tin mà tôi nhận được là cô này đang trốn khỏi địa phương. Hiện bây giờ cô để lại một đứa con học lớp 8 và một người chồng. Cô này là buôn bán tạp hóa quý vị. Cô này là buôn bán tạp hóa thôi, chứ cô chẳng có làm ông to bà lớn vậy trơn. Nhưng mà cô này có liên quan rất mật thiết với là Thanh Long TV. Nó đọc là đọc chỗ đó. Không biết là cô này đó, cô có những cái vấn đề gì, có cái quyền lợi gì mà trong cái sự việc mà xúc phạm chửi bới ông Sư Minh Tuệ hay không. Nhưng cô này xin thưa quý vị thấy khủng khiếp không? Lên là cô chửi tàn sát luôn. Cô chửi là không còn một cái lời lẽ nào đó nói. Người ta không đụng tới mình, người ta không chọc tới mình mà lên chửi như vậy thì xin thưa quý vị ai cũng bức xúc chứ. Mà chửi lên không gian mạng chửi như vậy đó. Trên cái lý do mà cô này trốn khỏi địa phương như thế nào thì tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến quý vị khi tôi có những cái thông tin nó chính xác. Còn hiện bây giờ cô này đã trốn khỏi địa phương mà để lại một cái là người chồng và một đứa con với một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Cô này là cũng có một trong những cái mối quan hệ rất thân thiết với là chỗ Thanh Long TV. Và tôi tiếp tục để mà tìm hiểu về cái chỗ cái cô này nó rõ hơn, và tôi sẽ chia sẻ vào những clip sau. Và cái clip này tôi cũng xin phép quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Tạm biệt tất cả quý vị.